Vâng, em xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh review chia sẻ với các sản phẩm về điện máy. Trước mắt quý khách hàng đây là dòng sản phẩm tủ lạnh cao cấp nhất của Samsung năm 2020. Dòng sản phẩm tủ lạnh làm đá tự động cũng như là lấy nước bên ngoài và có thêm cả một chiếc bảng điều, bảng một chiếc màn hình hiển thị rất chi là hiện đại ở trước phía trước này. Thì con tủ lạnh này có những cái đặc, có những cái gì mà hot nhất thì em sẽ chia sẻ thêm cho mọi người trong cái video lần này, qua những cái hình ảnh thực tế cũng như là trải nghiệm sản phẩm sử dụng bảng điều khiển của nó. Thì đối với dòng tủ mới của Samsung năm 2020, dòng tủ CyberSide có cái ký hiệu là RS64T5F01B4-XV. Dòng tủ màu đen sọc ngang rất chi là đẹp. Dòng tủ này thì có dung tích là 616 lít. Đấy là dung tích sử dụng của tủ. Tổng dung tích của nó là 640 lít. Đây là dung tích rất chi là lớn cho dòng tủ CyberSide trên 600 lít. Phù hợp cho mọi người dùng cho từ 8 người trở lên trong một gia đình hoặc là một khu nhà mọi người có nhiều người. Thế đối với dòng tủ này thì với cái chiều cao của nó khá chi là cũng giống như các dòng tủ CyberSide khác, cao 1m78 và chiều rộng mặt trước là 91cm, chiều sâu là 72. Thì mọi người có thể lựa chọn cái kích thước này để kê vào đúng cái hộc tủ nhà mình hay là cái không gian nội thất phòng bếp nhà mình hợp với dòng tủ to như vậy không. Mọi người có thể lựa chọn con tủ CyberSide này. Những cái chức năng nổi bật nhất của dòng tủ em sẽ đi sâu hơn vào phần chi tiết bên phần sau. Phần thiết kế bên ngoài thì mọi người đập vào nghe mắt bên ngoài sẽ có thêm một chiếc lấy nước, khe lấy nước ở đây. Cái này thì có chức năng là lấy nước, lấy đá cũng như là lấy đá viên, lấy đá xay. Hoặc là chức năng rất là tiện lợi. Thì một lát nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người cái tính năng của loại. Bên trong, bên ngoài thiết kế của mặt tủ sẽ là mặt thiết kế bằng thép không gỉ. Bằng thép không gỉ mọi người nhé. Màu thép không gỉ rất chi là sang trọng và hiện đại. Và bên ngoài sẽ có cánh cửa mở ra như thế này. Mọi người để thấy tay nắm ở đây. Sau khi em mở ra thì bên con tủ này nó đã cắm điện rồi. Đây là nội thất không gian bên trong rất chi là sáng và có đèn ở bên trong. Đây là nhiệt độ tỏa ra ở ngay ngăn đông. Toàn bộ bên tay trái của bên em sẽ là ngăn đông của tủ và toàn bộ bên tay phải sẽ là ngăn mát của tủ mọi người nhé. Đấy thấy. Em sẽ chia sẻ ngăn đông trước. Ở ngăn đông thì mọi người để thấy nó sẽ có thêm một cái hộc ở đây nữa. Cái hộc này sẽ có chức năng là máy làm đá tự động nhanh chóng và tiện lợi. Mọi người để thấy. Ở đây sẽ có những cái khe giống như khe đá con này. Đó. Đá sẽ được, nước sẽ được bơm lên đây và làm đá tự động rơi xuống phía dưới cái khe này. Thì cái khe này nó sẽ liên kết trực tiếp với cái lấy nước và lấy đá bên ngoài. Ở đây sẽ có 3 chế độ cho mọi người lựa chọn. Đó là giữ trong vòng 3 giây, mọi người sẽ lấy được nước. Đó, nó sẽ chuyển sang chế độ lấy nước. Đây là chế độ lấy đá viên và chế độ lấy đá xay. Thì chế độ nào thì mọi người dí vào đây, nó sẽ ra nước cho mọi người. Đây là khay lấy nước đã bị khóa đây, mình vừa bấm khóa trong 3 giây nó khóa nước rồi. Nó sẽ mở khóa cho mọi người. Đây là bấm khóa đấm 3 giây thì nó sẽ khóa, không cho lấy nước, không cho trẻ con sờ vào. Đây là chức năng rất chi là tiện lợi. Bên cánh bên phải, bên trái, bên phải sẽ là ngăn mát và có chứa hộp để lấy nước bơm lên khay đá làm đá tự động. Ở đây sẽ có rất nhiều khe cho mọi người để rất nhiều đồ khe mát này. Đó. Ở bên này sẽ có một cái hộc ở đây. Hộc đây thì mọi người có thể chứa được tối đa là 4,5 đến 5 lít nước. Mọi người đổ vào đây. Sẽ là nước ở đây sẽ được tự động bơm lên phía trên này. Bơm lên cái ngăn mát này, ngăn đá này để làm đá cho mọi người. Đó, đấy là chức năng của khe nước ở đây. Ở dưới này sẽ có thêm nhiều khe rau củ quả cho mọi người nữa. Rất chi là tiện lợi. Rất chi là tiện lợi nhé. Và bên cạnh cánh tủ sẽ có rất chi là nhiều các cái hộc để mọi người chứa thêm đồ. Bên cánh của bên cánh tủ bên tay ngăn mát sẽ có thêm một cái mắt ở đây. Cái mắt này sẽ là cái camera để soi ở bên trong tủ có những đồ gì và nó sẽ phản chiếu ra bên ngoài cái màn hình hiển thị này với những chế độ hiển thị khác nhau mà mọi người có thể tìm hiểu ở cái bảng điều khiển này rất chi là nhiều. Ứng dụng của nó sẽ sử dụng ứng dụng của Samsung.
rất chi là tiện lợi thôi. Cũng có giống như một chiếc màn, giống như một chiếc điện thoại mọi người có thể sử dụng được. Rất nhiều các cái kho ứng dụng như là giải trí như là FreeNap này, hay là chế độ YouTube này. Đây mọi người để thấy, mình sẽ vào chế độ YouTube cho mọi người xem nhé. Đây là chế độ chỉnh nhiệt độ, chỉnh độ sáng tối này, chỉnh tiếng này, tắt tiếng này, có tiếng này. Đó. Mình sẽ bật YouTube lên cho mọi người xem nhé. Đây là chế độ đây sẽ có phần quản lý tủ này, nhiệt độ tủ ngăn lạnh đang là 3 độ C và nhiệt độ ngăn đông sẽ là âm 19 độ C. Mọi người có thể vào đây để chỉnh nhiệt độ. Đó. Chỉnh lên, chỉnh xuống. Đấy. Chỉnh nhiệt độ ngăn tủ 671. Đó, đấy là chỉnh cái trình quản lý tủ lạnh. Mọi người có thể vào đây chỉnh và lưu lại. Ngoài ra thì mọi người có thể rất nhiều các tính năng khác như kết nối điện thoại SmartThings với điện thoại để trình chiếu hay là sử dụng điều khiển được tủ. Đây thì có lịch âm này, rất nhiều các chế độ ở đây. Một chế độ giải trí mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đây là, mình sẽ tìm chế độ YouTube để bật lên cho mọi người nhé. Ở đây thì cái ứng dụng YouTube thì đã bị gỡ bỏ khỏi cái này rồi. Mọi người có thể vào để tải lại được. Mình cũng sẽ giới thiệu qua những cái phần ứng dụng của nó đây. Nó sẽ có bộ sưu tập này, cài đặt này, làm nền này, internet này, kế hoạch bữa ăn trưa, FreeNap này, quản lý tủ lạnh này. Thì nó sẽ không, nó đã bị xóa mất cái phần ứng dụng của YouTube rồi. Nên là mình tìm máy từ đến giờ là không thấy. Thì mọi người có thể vào phần app để tải về cái ứng dụng đó. Đấy là cái phần các cái chương trình ứng dụng của tủ mọi người có thể tìm hiểu qua cái phần màn hình hiển thị ở đây. Nó rất chỉ là dễ sử dụng thôi. Đó thì đấy là dòng tủ của Samsung RS64T5F01B4 gạch chéo XV. Con này thì bên em đang bán với giá hiện tại trên thị trường là 44.490.000. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với website của Ecomax qua website ecomax.vn hoặc là đến trực tiếp tại sàn tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Bên em có bày bán cho mọi người trải nghiệm sản phẩm. Và rất cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi hết cái video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.